Nga tuyên bố loại bỏ nhiều lính Mỹ và phương Tây ở Ukraine. Khoảnh khắc UAV Ukraine luồn vào gara tập kích xe phòng không Nga. Tình báo Ukraine nói Nga đã đưa siêu rồng lửa S-500 tới Crimea. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube Nghệ An TV. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Trước việc các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây, cũng như các cố vấn quân sự, huấn luyện viên quân sự và lực lượng đặc biệt của phương Tây hiện diện tại Ukraine, Nga không hề nhẹ tay trong quá trình tấn công. Người đứng đầu phái đoàn Moscow về đàm phán an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Viên, Áo, ông Konstantin Gavrilov chỉ ra rằng Nga phải hoàn thành các hoạt động quân sự ở Ukraine trong vòng 2 hoặc 3 năm trước khi các nước phương Tây hoàn thành điều chỉnh sản xuất đạn pháo và tập trung tấn công những nguồn hỗ trợ quân sự của phương Tây. Có thể nói, đây cũng là tư tưởng chỉ đạo tác chiến quan trọng của Nga. Ukraine đã mất đi tiềm lực quốc phòng và trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài. Chừng nào mối quan hệ quân sự giữa phương Tây và Ukraine còn chưa bị cắt đứt, thì Ukraine chắc chắn sẽ không thua. Theo một số thông tin, Nga gần đây đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác chống lại các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây trên lãnh thổ Ukraine. Hôm 4 tháng 6, ông Gavrilov tiết lộ, sau khi nắm được tung tích của các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây trên lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga đã khóa thành công mục tiêu rồi tiến hành đòn tấn công chính xác. Nga tập trung thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các hầm ngầm tại khu huấn luyện Yavorov, nơi có các giảng viên quân sự phương Tây. Ông Gavrilov cảnh báo, sau khi Nga thực hiện các cuộc tấn công chính xác, ông nói, cho dù lính nước ngoài có ẩn nấp thế nào đi chăng nữa, tên lửa Kinza sẽ tìm thấy họ. Các hầm trú ẩn tại trung tâm huấn luyện, nơi tập trung các hoạt động đông người, cho thấy các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây hoạt động trên lãnh thổ Ukraine khó tránh khỏi sự trinh sát theo dõi của Nga. Được biết, vào thời điểm đó, các thành viên của nhóm quân sự từ nhiều quốc gia đang tập trung tại một căn hầm chỉ huy ở trung tâm huấn luyện Yavorov để thảo luận về cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Nga. Tuy nhiên, điều họ không biết là Nga đã biết trước tình hình và lên kế hoạch tấn công một cách cẩn thận. Dựa trên thông tin tình báo có được và với sự hợp tác của lực lượng trinh sát mặt đất, Nga đã nắm bắt chính xác thông tin chi tiết về hoạt động của các nhóm quân sự phương Tây, từ đó xây dựng kế hoạch tấn công chi tiết. Khi các nhóm quân sự phương Tây vừa tập kết xong, cuộc tấn công tên lửa của Nga ập đến. Tên lửa Nga tấn công hầm trú ẩn từ trên cao, xuyên qua nóc hầm và phát nổ. Theo thông tin, một lực lớn lính Mỹ đã có mặt tại hiện trường khi hầm trú ẩn bị phá hủy. Hiện chưa rõ có bao nhiêu quân nhân Mỹ thương vong do cuộc tấn công của Nga, cũng như không biết quân nhân của nước nào bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, đây là thông tin một chiều từ phía Moscow, rất khó có thể kiểm chứng. Ngoài ra, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các cố vấn quân sự, huấn luyện viên quân sự, lính nước ngoài phương Tây. Mặc dù quân đội Ukraine và các nhóm quân sự của Mỹ và phương Tây đã áp dụng rất nhiều phương án ngụy trang để cố gắng tránh các cuộc tấn công từ quân đội Nga, nhưng Nga vẫn có cách để phát hiện dấu vết của họ và sau đó thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Ông Konstantin Gavrilov tuyên bố, theo thông tin của chúng tôi và Lầu Năm Góc đã xác nhận thông tin này trong các tài liệu công khai của mình, hiện có 92 nhóm quân sự nước ngoài ở Ukraine. Ông cho biết thêm, trong các nhóm quân sự nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, có 14 nhóm đến từ Mỹ. Nói cách khác, các tướng lĩnh và sĩ quan của họ với tư cách là lính nước ngoài hoặc cố vấn quân sự đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công chống lại đất nước của chúng tôi. Đây là bằng chứng cho thấy Mỹ và phương Tây đang trực tiếp tham chiến ở Ukraine. Pháp đã đàm phán với Kiev để đưa các giảng viên quân sự tới huấn luyện binh sĩ Ukraine trong lãnh thổ nước này. Nga không tiết lộ quy mô cụ thể của 92 nhóm quân sự nước ngoài đang hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, nhưng chắc chắn rằng các nhóm này được phương Tây hỗ trợ và có nhóm được phái tới Ukraine công tác. Mỹ và các quốc gia liên quan không bình luận về cáo buộc này. Trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga-Ukraine, Mỹ và phương Tây rất thận trọng trong việc đưa quân tới Ukraine. Ngay cả khi Nga nắm được bằng chứng, Mỹ và phương Tây vẫn từ chối thừa nhận. Khi tình hình chiến trường đảo chiều, Mỹ và phương Tây bắt đầu không còn che giấu ý định gửi quân, thậm chí còn chuẩn bị công khai gửi quân. Việc Moscow công bố phát hiện 92 nhóm quân sự nước ngoài cho thấy các đồng minh của Kiev đang tăng cường nỗ lực đưa quân tới Ukraine. Theo số liệu do ông Gavrilov công bố, Mỹ trở thành quốc gia có đóng góp lớn nhất. Họ cũng là quốc gia đứng đầu trong số các nước phương Tây hỗ trợ quân sự cho Kiev và cũng là nước tích cực nhất trong việc đưa binh sĩ tới Ukraine. Theo tình báo Nga, thành viên của các nhóm này chủ yếu là binh sĩ tại ngũ hoặc mới giải ngũ. Nhiều người trong số họ là tướng lĩnh hoặc sĩ quan Mỹ. Mặc dù các nhóm này là lính nước ngoài, giảng viên quân sự, nhưng thực chất họ là quân nhân. Moscow cáo buộc các nhóm quân sự nước ngoài có vai trò rất đặc biệt ở Ukraine và địa vị của họ cũng rất quan trọng. 92 nhóm này được phân bổ trên các chiến trường khác nhau. Dù không trực tiếp chiến đấu với quân đội Nga, nhưng họ có nhiệm vụ giúp binh sĩ Ukraine sử dụng tổ hợp HIMARS, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh phương Tây, tên lửa phòng không và các loại vũ khí khác.
Quan trọng hơn, các nhóm quân sự phương Tây cũng sẽ trực tiếp lên kế hoạch và tổ chức cho quân đội Ukraine thực hiện nhiều hoạt động tấn công, phá hoại khác nhau nhằm vào lãnh thổ Nga. Thời gian gần đây, Ukraine đã bắt đầu gia tăng tấn công vào Nga, bất chấp tình thế bị động trên chiến trường. Trong quá trình tấn công các mục tiêu nhạy cảm như nhà máy lọc dầu, đường ống dẫn dầu, đài radar thuộc hệ thống cảnh báo sớm chiến lược, nhà máy quốc phòng ở Nga, các nhóm quân sự của phương Tây được cho là đã đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, các nhóm quân sự của phương Tây cũng đóng vai trò quyết định trong cuộc tấn công vào hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crimea. Mặc dù hầu hết các cuộc tấn công đều do quân đội Ukraine thực hiện, nhưng rất khó để thực hiện chính xác các cuộc tấn công tương tự nếu chỉ dựa vào sức mạnh nội tại của chính Ukraine. Ukraine về cơ bản đã mất đi năng lực tình báo và trinh sát. Nếu muốn thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích thì phải có được sự hỗ trợ của phương Tây, trong đó các nhóm quân sự nói trên là lực lượng hỗ trợ quan trọng nhất. Đánh giá chung, dù Mỹ và phương Tây có tiếp tục tăng cường can thiệp cũng không thể thay đổi được cục diện chiến trường hiện tại. Điều Ukraine phải đối mặt không chỉ là tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng mà còn là vấn đề thiếu năng lực kiểm soát trên toàn chiến trường, đẩy họ vào thế bị động. Mới đây, người gây quỹ chế tạo thiết bị bay không người lái UAV cho quân đội Ukraine, Serhii Sternenko, đã chia sẻ một video được quay bởi tổ vận hành UAV 9081 Apache thuộc tiểu đoàn không vận số 90 Ukraine. Video cho thấy UAV trinh sát của lực lượng này phát hiện tổ hợp phòng không tầm ngắn 9K33 OSA của Nga di chuyển trên đường nên bám theo để giám sát. Xe phòng không này sau đó di chuyển tới khu nhà nằm giữa các rặng cây rồi tiến vào trong gara. Sau đó, lực lượng Ukraine đã triển khai UAV cảm tử tập kích mục tiêu. Chiếc UAV đầu tiên bay vào gara, song bị một cánh cửa sắt cản trở. Tổ vận hành không tìm cách lách qua mà lao quả đạn thẳng vào cánh cửa, tạo ra chớp sáng màu cam, song không có khói bốc lên, cho thấy đòn đánh không gây ra thiệt hại thật sự. Binh sĩ Ukraine tiếp tục điều thêm một UAV FPV tấn công theo hướng cũ. Hình ảnh thu được từ UAV cho thấy lối vào gara hầu như vẫn bị bịt kín, song cửa sắt đã bị hư hại nhẹ và để lộ một lỗ hổng phía bên trái. Tổ vận hành cố gắng lái quả đạn về hướng lỗ hổng, song video không cho thấy kết quả của đòn đánh lần này. Khi UAV FPV thứ 3 của Ukraine tiếp cận, cánh cửa sắt đã bị phá hủy. UAV luồn vào bên trong, đâm thẳng vào tổ hợp OSA, tạo ra vụ nổ lớn. 5 binh sĩ Nga, dường như là toàn bộ thành viên kíp chiến đấu của tổ hợp phòng không OSA, vội thoát ra ngoài, không có ai trông có vẻ bị thương. Đoạn cuối video cho thấy gara bốc cháy dữ dội và tuôn khói đen dày đặc. Người gây quỹ chế tạo thiết bị bay không người lái UAV cho quân đội Ukraine, Serhii Sternenko cho biết loạt đòn đánh của UAV Ukraine đã thiêu rụi gara và phá hủy tổ hợp phòng không OSA. Đây không phải lần đầu tiên Ukraine triển khai UAV tập kích khí tài hạng nặng của Nga khi chúng được cất trong nhà kho. Trước đó hồi tháng 2 năm nay, Lữ đoàn cận vệ Tổng thống Ukraine đã lái UAV FPV luồn vào nhà kho quân sự của Nga ở tỉnh miền đông Donetsk, phá hủy một số xe tăng thiết giáp bên trong. Lực lượng Nga dường như nhận thức rõ rằng chỉ cất giấu khí tài bên trong các tòa nhà là chưa đủ để chống lại UAV FPV, nên đã bố trí thêm các lớp phòng thủ, trong trường hợp này là cửa sắt. Tuy nhiên, biện pháp trên không phát huy được hiệu quả do Ukraine sở hữu lượng lớn UAV giá rẻ, có thể liên tiếp triển khai để loại bỏ lớp bảo vệ bên ngoài trước khi nhắm vào mục tiêu bên trong. Chuyên gia quân sự David Hamling của Forbes nhận định, nếu tổ vận hành OSA của Nga được giao một chiếc xe khác, họ nên cất nó bên trong bong ke. Tổ hợp phòng không OSA bắt đầu được phát triển từ năm 1960 và đưa vào biên chế quân đội Liên Xô hồi năm 1971, có trọng lượng 18 tấn, chiều dài 9 mét, kíp chiến đấu 5 người. Đây là tổ hợp phòng không đầu tiên của Liên Xô, được tích hợp radar điều khiển hỏa lực trên xe phóng đạn, giúp mỗi xe trở thành một ổ hỏa lực độc lập. Tổ hợp phòng không này được trang bị 6 tên lửa mang đầu dò radar, thường phóng theo loạt 2 quả với tỷ lệ trúng đích 55-85%. Đạn của biến thể mới nhất có tầm bắn hơn 10 km, mỗi tổ hợp có giá ước tính từ 4-10 triệu đô la Mỹ. Ngày 12 tháng 6, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine Kirill Budanov cho biết Nga điều tổ hợp phòng không S-500 tiên tiến nhất tới bán đảo Crimea để bảo vệ cây cầu cùng tên. Ông Budanov nói, Nga đang tăng cường năng lực phòng không, điều này khá rõ ràng và dễ hiểu. Các thành phần mới nhất của S-500 đã xuất hiện. Theo ông Budanov, Nga đã điều tổ hợp S-500 đến thành phố Kerch,
gần cây cầu nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar. Lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine nói, đây sẽ là một cuộc thử nghiệm, Nga sẽ tiếp tục dùng cầu Kerch và khi công trình này còn tồn tại, tổ hợp S-500 sẽ ở đó. Nga cho biết S-500 Prometheus do nhà thầu Almaz Antey sản xuất là hệ thống phòng không hoàn toàn mới, có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo tầm trung và cả tên lửa đạn đạo liên lục địa ở giai đoạn cuối của đường bay. Ngoài ra, S-500 cũng có thể phá hủy mục tiêu siêu vượt âm và máy bay không người lái UAV. Truyền thông Nga đưa tin S-500 có thể tấn công mục tiêu tên lửa đạn đạo đối thủ trong khoảng cách 600 km và máy bay ở khoảng cách 500 km. Ngoài ra, Nga cũng đã áp dụng kinh nghiệm thực chiến thu được tại Syria để tiến hành các bài thử nghiệm với S-500. Ngoài tên lửa, điểm mang lại sức mạnh khác biệt cho S-500 được cho là hệ thống radar. Mỗi loại mục tiêu như máy bay, vệ tinh, tên lửa hành trình hay tên lửa đạn đạo đều được kiểm soát bởi các radar thiết kế riêng theo đặc tính của từng loại khí tài. Tương ứng với đó, mỗi mục tiêu sẽ có cách đánh chặn riêng. Theo nhận định của giới chuyên gia quân sự, S-500 sẽ giúp bảo vệ khu vực biên giới Nga với NATO khỏi các mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Họ cũng cho rằng S-500 không thể được xem là hệ thống kế nhiệm S-400 một cách thuần túy vì nó là vũ khí hoàn toàn mới, được thiết kế để thực hiện hàng loạt hoạt động tác chiến chiến lược. Biên tập viên Dmitry Kognev của Cổng thông tin Military Russia cho biết S-500 có khả năng đánh chặn các đầu đạn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di chuyển với tốc độ siêu vượt âm. Bên cạnh đó, S-500 có thể phối hợp với hệ thống S-400 tiền nhiệm tạo ra trận địa cho phép kiểm soát toàn diện các mối đe dọa trên không. Ngày 13 tháng 6, đài CNN đưa tin Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vừa bỏ phiếu thông qua cáo buộc Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland về hành vi coi thường Quốc hội khi từ chối đưa ra đoạn ghi âm trong đó Tổng thống Joe Biden trả lời các câu hỏi trong vụ điều tra hình sự. Cáo buộc được thông qua với tỷ lệ phiếu 216-207 và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson giờ đây sẽ chuyển đến trưởng lý quận Columbia. Theo quy định, trưởng lý sẽ phải đưa vụ việc ra trước bồi thẩm đoàn, nhưng Bộ Tư pháp cũng sẽ ra quyết định sau cùng về việc có truy tố hay không. Theo AFP, cáo buộc mang tính tượng trưng nhưng cũng thể hiện sự leo thang đối đầu giữa những đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump với Nhà Trắng trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Đảng Cộng Hòa vốn đang muốn có được đoạn băng ghi âm hồi tháng 10 năm 2023 về những câu trả lời của Tổng thống Biden với công tố viên đặc biệt Robert Hu trong cuộc điều tra về nghi vấn ông Biden giữ trái phép các tài liệu mật sau khi mãn nhiệm phó Tổng thống vào tháng 1 năm 2017. Hồi tháng 2 năm nay, công tố viên Hu kết luận không nên đưa ra cáo buộc nào chống lại ông chủ Nhà Trắng về vấn đề này, dù xác định Tổng thống Biden đã cố tình giữ lại những tài liệu về chính sách ngoại giao và quân sự ở Afghanistan. Tuy nhiên, ông Hu gây dậy sóng chính trường khi nói đã phát hiện ông Biden suy giảm năng lực trí tuệ và giải thích lý do không truy tố Tổng thống là bởi bồi thẩm đoàn sẽ không muốn kết tội ông vì cảm thấy ông là người cao tuổi, có trí nhớ kém và có thiện chí. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thành viên Đảng Cộng Hòa, ca ngợi kết quả bỏ phiếu là bước quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn của quy trình và trách nhiệm giám sát của chúng tôi. Ông Johnson cho hay, không phải nhánh hành pháp, Quốc hội mới quyết định những tài liệu nào cần để tiến hành các cuộc điều tra của riêng mình. Người từ chối tuân thủ đề nghị hợp pháp của Quốc hội sẽ phải chịu hậu quả. Nhà Trắng khẳng định, các đoạn ghi âm được bảo vệ theo đặc quyền hành pháp dành cho Tổng thống và động thái của Hạ viện sẽ khiến Bộ Tư pháp Mỹ rơi vào tình thế khó xử khi phải quyết định liệu có truy tố lãnh đạo bộ hay không. Sau cáo buộc của Hạ viện, Bộ trưởng Garland đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc khi Đảng Cộng Hòa đã biến quyền lực quan trọng của Quốc hội thành vũ khí đảng phái. Ông nhấn mạnh, cuộc bỏ phiếu bất chấp sự phân lập quyền theo hiến pháp, nhu cầu của Bộ Tư pháp trong việc bảo vệ các cuộc điều tra của mình và lượng thông tin đáng kể mà chúng tôi đã cung cấp cho các ủy ban. Các đảng viên Dân Chủ tại Quốc hội cho biết các quan chức đã hợp tác với các nhà điều tra của Đảng Cộng Hòa bằng cách chuyển bản ghi 250 trang có chứng thực về cuộc phỏng vấn của Tổng thống Biden với ông Hu. Họ cáo buộc Đảng Cộng Hòa yêu cầu đoạn băng ghi âm chỉ vì họ muốn sử dụng nó để gây tổn hại cho ông Biden trong việc tranh cử. Nhưng ông Johnson phản đối với lập luận, ủy ban của ông cần các đoạn băng để xác minh tính chính xác của văn bản. Động thái này là sự leo thang mới nhất tình trạng đối địch giữa Đảng Cộng Hòa và Nhà Trắng trước cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 tới. Đảng Cộng Hòa trước đó cũng dẫn đầu các cuộc điều tra luận tội ông Biden về cáo buộc tham nhũng, song chưa chứng minh được hành vi sai phạm nào. Lãnh đạo số 2 của Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Catherine Clark nói, Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đang cố đổ lỗi cho Bộ trưởng Tư pháp Garland về sự thất bại của họ trong cuộc điều tra luận tội giả nhằm vào Tổng thống Biden. Ông Garland là Bộ trưởng Tư pháp thứ 3 bị Hạ viện kết luận coi thường Quốc hội kể từ năm 2012, sau ông Eric Holder, thời cựu Tổng thống Barack Obama và ông Bill Barr, thời cựu Tổng thống Donald Trump. Bộ Tư pháp không buộc tội trong cả hai trường hợp này.